Tham mô tổng 30 gửi cho News xin kính chào quý khán giả. Sau đây là phần điểm tin trong ngày của Đài Á Châu Tự Do tối thứ 6 ngày 9 tháng 8 năm 2019. Thưa quý vị, báo Tuổi Trẻ hôm 8 tháng 8 trích nguồn tin từ lãnh đạo văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã có kết luận blogger Trương Duy Nhất lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để bán nhà đất không qua đấu giá cho Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, gây thất thoát lãng phí. Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố blogger Trương Duy Nhất về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ông bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với vợ mình là bà Cao Thị Xuân Phượng hôm 23 tháng 7, thì blogger cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố sang tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Lý do được blogger cho biết là vì phía công an điều tra không chứng minh được hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, thì ông Trương Duy Nhất, khi còn làm đại diện thường trú cho báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng, đã ký 4 văn bản gửi cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị mua một căn nhà tại trung tâm thành phố theo diện công sản để làm trụ sở văn phòng. Sau đó, vào tháng 11 năm 2004, thì ông này đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà là văn phòng báo ở 82 Trần Quốc Toản cho công ty xây dựng 79 của Vũ Nhôm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nhận định việc mua bán này của ông Trương Duy Nhất đã gây thiệt hại cho ngân sách 13 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Lê Quang Trang, nguyên tổng biên tập và ông Bùi Thượng Toản, nguyên phó tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết cũng bị kết luận là có dấu hiệu phạm tội, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, thì cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự của hai ông này vì cho biết là đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật. Thưa quý vị, mặc dù nhóm tàu khảo sát địa chấn Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng điều đáng ngại là tàu hải cảnh của Trung Quốc đến lúc này vẫn quanh quẩn ở khu vực lô dầu khí liên doanh với công ty Rosneft. Ông Greg Pauling, giám đốc trang Sáng kiến Minh bạch Hàng hải, trang chuyên theo dõi các tin ở Biển Đông, viết như vậy trên Twitter hôm 8 tháng 8. Theo thông tin cập nhật trên Twitter của Phó Giáo sư Trường Đại học Hải chiến Hoa Kỳ Ryan Martinson, hôm 7 tháng 8, thì tàu Hải Dương 8 đã đến bãi chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa sau khi rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chuyên gia Greg Pauling viết trên Twitter rằng hiện không rõ việc tàu Hải Dương 8 rút về đá chữ thập là để tiếp nhiên liệu và sẽ quay lại hay sẽ rút hẳn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó cho biết là Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của nhóm này. Trong khi đó, thì theo Minh Bạch Hoàng Hải, từ khoảng giữa tháng 6, tàu hải cảnh 35111 của Trung Quốc đã xuất hiện ở gần lô dầu khí 06.1 thuộc liên doanh giữa Việt Nam và Nga. Khu vực này nằm gần hơn phía bãi từ chính so với khu vực mà tàu Hải Dương 8 đã vào. Theo ông Greg Pauling, tàu hải cảnh của Trung Quốc hiện chưa rút đi mà vẫn tiếp tục quấy nhiễu hoạt động ở lô dầu khí 06.1. Và thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng ngày 9 tháng 8 có phát biểu tại cuộc gặp mặt biểu dương chức sắc, chức việc, tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở thành phố Đà Nẵng. Ông nhấn mạnh không để các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo mê tín dị đoan trục lợi gây bức xúc trong xã hội, chia rẽ nhân dân, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực lợi dụng chống phá ta về dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, cản trở Việt Nam trong hội nhập và hợp tác quốc tế. Theo ông Phúc, thì để giải quyết các vướng mắc trong vấn đề tôn giáo, cần thực hiện nguyên tắc chung, đó là phải nhìn nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tôn giáo của mọi người dân. Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến tháng 8 năm 2019, thì Chính phủ Việt Nam đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo với hơn 26 triệu tín đồ. Báo cáo Tự do Tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hồi tháng 6 cũng nhận định là Chính phủ Việt Nam vẫn tìm cách kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo. Nhiều nhóm tôn giáo vẫn không được tự do hoạt động. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã lên tiếng phản bác cáo trạng này vì cho rằng những kết luận đưa ra là không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về Việt Nam.
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị cũng có thể xem toàn bộ bản tin chi tiết tổng hợp bằng cách truy cập vào YouTube RFA Tiếng Việt. Hẹn lại quý vị vào bản tin tuần sau. Mến chào và cầu chúc quý vị có được những ngày cuối tuần thật vui tươi bên gia đình và người thân.